Cũng như tất cả gia đình Phật tử chúng ta khỏe mạnh và mọi sự bình an như ngày lễ Vu Lan. Con cũng xin chúc các người mẹ hoặc quý vị làm bất mẹ luôn luôn có hình bóng người mẹ bên mãi chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.